Tuổi thơ dữ dội của dàn sao Đình Đám Hoa Ngữ. Địch Lệ Nhiệt Ba tự nhận là hậu duệ duy nhất của Tôn Ngộ Không. Hả? Dương Tử khiến bạn chung bàn bầm dập. Vẫn chẳng là gì so với Dương Mịch. Trong làng giải trí Hoa Ngữ có những ngôi sao được công chúng tán tụng là con nhà người ta trong truyền thuyết vì từ nhỏ đã ngoan ngoãn và học giỏi. Dẫu vậy, vẫn có không ít minh tinh lại khiến phụ huynh phải đau đầu không thôi vì tuổi thơ dữ dội vô cùng, làm đủ những trò nghịch ngợm đó. Lâm Chí Dĩnh. Trong mắt công chúng, Lâm Chí Dĩnh là nam thần không tuổi với vẻ thư sinh hiền lành. Thế nên, chẳng ai có thể ngờ được thời thơ ấu của chàng Đoàn Dự lại cực kỳ dữ dội đó. Theo như Nam Tài Tử và bạn bè hé lộ thì lúc đi học, Lâm Chí Dĩnh rất nghịch ngợm, thường xuyên trêu chọc mọi người xung quanh. Ví dụ như anh thường dình lúc đám bạn chung lớp đi ngang qua chỗ mình thì sẽ dội nước xuống, hay lén phá xe của cậu bạn chung phòng khiến người ta phải đẩy xe suốt chặng đường dài. Vì chuyện này mà Lâm Chí Dĩnh bị xếp vào hàng học sinh cá biệt đó. Đàm Tùng Vận. Trong một show truyền hình, Đàm Tùng Vận đã khiến các đồng nghiệp khác giờ khóc giờ cười khi hé lộ tuổi thơ hái hoa bắt bướm vui nhộn của mình. Một trong số đó là lúc cô nhìn thấy một cây hoa đào lớn và muốn trổ tài leo cây. Kết quả, vừa hái được hoa thì cũng là lúc cô ngã úp mặt xuống hố chất thải. Khỏi phải nói ký ức bốc mùi này đã thành kỷ niệm khó quên trong lòng Đàm Tùng Vận, đến mức cô quyết kể cho mọi người nghe bằng được, bất chấp đó là giờ ăn cơm. Châu Tinh Trì. Trong dịp lễ quốc tế thiếu nhi năm 2023, Châu Tinh Trì đã khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả khi hé lộ một câu chuyện thời thơ ấu vừa hài hước lại vừa xấu hổ. Theo Vua Hài hé lộ thì năm lên năm, anh được mẹ đưa đến trường để tham dự lễ khai giảng lớp mẫu giáo. Chẳng biết vì quá hồi hộp hay gì mà Châu Tinh Trì lỡ giấm đài ngay giữa bàn dân thiên hạ. Có lẽ ký ức này ấn tượng quá mà dù đã 55 năm trôi qua rồi, Châu Tinh Trì vẫn nhớ như in giây phút xí hổ đó. Dương Tử. Dù xuất thân là diễn viên nhí Đình Đám của Hoa Ngữ, nhưng Dương Tử của ngày xưa lại rất thân thiện và dễ gần, rất thích trêu chọc bạn bè xung quanh. Như chính Dương Tử hé lộ thì mỗi lần kích động, cô lại rất thích cắn tay người bạn ngồi chung bàn, khiến tay chân họ bầm tím. Ngoài ra, Dương Tử còn thường tự tin tuyên bố mình sẽ là minh tinh nổi tiếng trong tương lai, lôi hết vở của bạn ra để tặng chữ ký sớm, khiến cả lớp phải giờ khóc giờ cười. Chắc khi nhắc lại chuyện cũ, nhiều người phải tiếc lắm vì không trân trọng chữ ký của Dương Tử hồi ấy nhỉ. Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong khi các bạn nữ đồng lứa đều tưởng tượng mình là công chúng thì Địch Lệ Nhiệt Ba hồi bé lại luôn tin rằng mình chính là truyền nhân duy nhất của Tôn Ngộ Không đó. Đặc biệt là mỗi lần TV chiếu lại bộ phim Tây Du Ký, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bắt chước mọi tuyệt chiêu của Mỹ Hầu Vương, bao gồm luyện võ công tuyệt kỹ của nhà họ Hầu. Nghe thôi cũng biết bố mẹ mỹ nhân Tân Cương phải đau đầu cỡ nào mới có thể giúp con gái trở thành thục nữ chu đáo, ân cần và ấm áp như bây giờ. Dương Mịch. Xét về độ dữ dội thì tuổi thơ của Dương Mịch chỉ hơn chứ chẳng kém dàn đàn em đâu. Bởi người đẹp hồ yêu Tiểu Hồng Nương chẳng thích chơi búp bê hay nhà tròi như các bé gái quanh nhà. Đam mê của cô là chơi những trò như trèo cây, trượt ba tanh cùng đám con trai chung xóm, cứ ra đường là quần áo lại lấm lem. Vì chuyện này mà bố mẹ Dương Mịch từng lo lắng con gái mắc chứng tăng động đó, bởi cô chẳng thể nào ngồi yên quá một phút. May mắn là sau khi theo đuổi nghiệp phim ảnh, nữ diễn viên đã tém tính cách nghịch ngợm để giữ hình tượng tao nhã thanh lịch.